Kính thưa quý vị, trộm cắp tài sản vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương, gây bất an trong dư luận, khi giờ đây những thứ bình thường nhất để ở những nơi đông người qua lại, thậm chí là ngay giữa ban ngày, bọn trộm cắp vẫn có thể ra tay đá nóng. Đúng như vậy Nguyên Bảo, mới đây thôi tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một tình huống mà khi xem lại thủ thuật hành động của tên trộm, ai cũng phải giật mình vì hắn quá tự tin. Kẻ trộm này đã làm gì? Mời quý vị theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Nam thanh niên điều khiển xe máy đến quán của một người dân, sau đó hắn nhẹ nhàng đá chống xe xuống, loay hoay một hồi và tiến lại rinh chiếc bàn inox kia bỏ lên xe chở đi. Không biết lúc này gia chủ đang ở đâu, chắc vì quá chủ quan chỉ là chiếc bàn thôi mà, ai đâu mà trộm và cái kết thật là đau lòng. Giá trị không đáng là bao, nhưng lòng tin vào người xung quanh thì đã mất đi nhiều. Thôi thì rút kinh nghiệm nhé bà con ơi. Lợi dụng sự đông đúc, mọi người không biết ai là ai, các đối tượng xấu đã tung chiêu cưỡng đóng tài sản là chuyện đã xảy ra như cơm bữa trong thời gian vừa qua. Thế nhưng Lan Nhi đã bao giờ thấy được cảnh đợi vắng người để thực hiện hành vi trộm cho dễ dàng hơn không? Sao lại có chuyện lạ như vậy Nguyên Bảo? Lúc đó ra tay dễ bị phát hiện hơn chứ? Thì vậy mới có chuyện để nói. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi thủ thuật của hai đối tượng ngay sau đây để đề cao cảnh giác hơn cho mình quý vị nhé. Đoạn camera an ninh đã ghi lại cảnh đông đúc tại nhà thờ giáo xứ Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau giờ lễ, mọi người tranh thủ ra lấy xe. Các em nhỏ tập trung khá đông ở đây để nô đùa. Từng lượt người lấy xe ra về, cho đến khi xe dần vơi đi, lượng người ít lại thì cặp đôi lạ mặt xuất hiện. Nam thanh niên áo đỏ chở theo người phụ nữ áo trắng dừng xe lại. Sau đó cô gái rời đi, nam thanh niên áo đỏ ở lại. Hắn quan sát sau đó tiến lại chiếc xe filter màu xanh đen mang biển số 60F2-69749, dùng thủ thuật bẻ khóa và cưỡng đi mất. Những vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc các bậc phụ huynh lơ là trong việc sơ ý để con nhỏ vặn nhầm tay ga đã không còn là chuyện xa lạ với nhiều người. Thế nhưng vấn nạn này vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Bằng cách này hay cách khác, chỉ cần sơ ý một xíu, bạn và cả con của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Sáng nay ngày 23 tháng 5, thông qua số điện thoại được chạy nóng, một người dân đã gửi đến chương trình hình ảnh rung mình sau đây như một lời cảnh báo đến tất cả các bậc phụ huynh. Như quý vị thấy, người cha đang chở con gái mình ghé vào đây mua đồ. Thắng xe lại, thế nhưng anh ta lại không tắt máy xe. Trong lúc anh ẵm con gái xuống thì một tay của cô bé đã vặn vào tay ga, khiến xe nhào về phía trước làm hai cha con ngã ra, chiếc xe đè lên bé gái. Người cha đã kịp thời đỡ xe cùng người dân ẵm bé gái ra ngoài, may mắn là cả hai đều không sao.